Xin chào các bạn, tôi tên là Thu Phuong, năm nay tôi 9 tuổi. Tôi đến từ đất nước Việt Nam xinh đẹp có hình chữ S. Tôi rất vui khi được tham dự chương trình FasTracKids Voice năm nay. Tôi đã học ở FasTracKids được gần 1 năm rồi. Tôi thấy mình tiến bộ hẳn. Tôi yêu FasTracKids vì FasTracKids đã giúp tôi tự tin hơn, cải thiện cho tôi cách thuyết trình giữa đám đông, cải thiện cho tôi kỹ năng sống. FasTracKids luôn mang lại những bài học lý thú trong nhiều lĩnh vực, và lĩnh vực tôi thích nhất là lĩnh vực nghệ thuật. Tôi được thử sáng tác chuyện và tôi đã sáng tác được ra câu chuyện Cái cây thần kỳ đấy các bạn ạ. Câu chuyện đó rất hay, có rất nhiều những chi tiết hư cấu thú vị. Và một lĩnh vực nữa đó là lĩnh vực thiên văn học. Tôi được học về trái đất và các hành tinh. Tôi thấy mình thật nhỏ bé trong trái đất và tôi thấy trái đất thật nhỏ bé trong vũ trụ rộng bao la. Tôi thấy mình cần phải học thêm nhiều để biết thêm nhiều kiến thức. Xin chào các bạn.